Chuyển sang một số thông tin khác, thưa quý vị, nhiều ngày qua, một số tuyến đường có cây dầu ở trên địa bàn thị xã Ngãi Giao, huyện Châu Đức của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xuất hiện tình trạng sâu ăn lá gây hại. Lượng sâu với mức độ dày đặc gây ngứa tràn vào nhà khiến cho người dân lo lắng. Theo khảo sát của ngành nông nghiệp, ghi nhận các cây dầu đang bị sâu ăn lá gây hại, tỷ lệ gây hại trên lá 40-100%, tập trung tại các tuyến đường trồng cây dầu trên địa bàn thị trấn Ngãi Giao. Đặc biệt, tỷ lệ gây hại 100% lá tập trung tại giao lộ Trần Hưng Đạo, Âu Cơ, Điện Biên Phủ, Âu Cơ. Để khống chế, xử lý sâu ăn lá gây hại cho các cây dầu, chính quyền địa phương và các ngành liên quan đang nghiên cứu phương án xử lý triệt để sâu ăn lá, vừa đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống của người dân. Thưa quý vị, vụ bơ 034 năm 2024, người dân tại nhiều địa phương trên địa bàn của tỉnh Lâm Đồng đã thu hoạch được hơn 50% sản lượng. Theo ghi nhận năm nay, thì bơ 034 đã được mùa nhưng giá bán tại vườn chỉ từ 3.000 đến 4.000 đồng 1 kg, nhưng cũng ít người mua nên nông dân để dụng đầy vườn. Đặc biệt, nhiều hộ dân chặt bỏ bơ 034 để chuyển qua trồng các loại cây trồng khác. Riêng tại huyện Bảo Lâm, thống kê sơ bộ cho thấy đã có khoảng 40% diện tích bơ 034 trồng sen bị người dân chặt bỏ để trồng cà phê và sầu riêng. Theo thống kê, Di Linh và Bảo Lâm là hai địa phương có diện tích bơ 034 và loại lớn nhất của tỉnh Lâm Đồng. Tổng sản lượng mỗi năm vào khoảng 15.000 tấn. Những năm trước, bơ được giá. Bơ 034 được các nhà vườn chủ yếu trồng sen trong các vườn cà phê. Hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, chỉ có 4 đơn vị thu mua, sơ chế và chế biến bơ quy mô lớn để tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Ngoài ra còn có khoảng 80 cơ sở thu mua bơ, công suất khoảng 13.000 tấn một năm, cung cấp phần lớn thị trường nội địa, phần nhỏ xuất khẩu theo đường tiểu ngạch. Sản lượng bơ còn lại được tiêu thụ thông qua thương lái với quy mô nhỏ lẻ. Nhà vườn tự bán cho khách hàng truyền thống và trên các nền tảng mạng xã hội. Thu nhập không ổn định, cung vượt quá cầu dẫn đến tình trạng giá bơ ngày càng sụt giảm mạnh như hiện nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, hiện vaccine dịch tả lợn châu Phi do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất đã được nhiều nước trên thế giới đánh giá cao về hiệu quả, đồng thời bày tỏ ý định nhập khẩu vaccine của Việt Nam. Tuy nhiên, tỷ lệ đàn vật nuôi được tiêm phòng vaccine trong nước hiện vẫn chưa được bao phủ 100%. Trong khi đó, thì dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát ở 21 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đáng nói là tất cả các hộ có dịch xảy ra, 100% đối tượng trên các hộ chưa tiêm phòng. Bắc Cạn, Quảng Ninh, Lạng Sơn là những địa phương chịu thiệt hại nặng nhất do dịch tả lợn châu Phi. Khó khăn trong tiêm phòng vaccine là chưa có chính sách cụ thể để hỗ trợ các hộ nông dân tiêm phòng dịch cho lợn. Tỷ lệ phủ chưa toàn diện dẫn đến tình hình dịch bệnh vì vậy vẫn chưa được kiểm soát. Dự báo những tháng cuối năm, nếu chúng ta không triển khai quyết liệt các biện pháp tiêm phòng, nguy cơ sẽ xảy ra. Hiện nay, vaccine dịch tả lợn châu Phi đã sản xuất được khoảng 6 triệu liều, sử dụng tiêm phòng ở trong nước 3,9 triệu liều và xuất khẩu trên 300.000 liều. Theo đại diện Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang tiếp tục hoàn thành các thủ tục để trình chính phủ xem xét ban hành nghị định về cơ chế hỗ trợ phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Cục sẽ phối hợp với cơ quan chuyên trách của Bộ Tư pháp để bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách hỗ trợ công cụ phòng chống dịch bệnh. Xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, từ đầu tháng 4 đến nay, tại tỉnh Quảng Bình có nhiều đợt nắng nóng kéo dài xuất hiện, làm cho môi trường ao nuôi dễ biến đổi đột ngột, nhất là yếu tố pH và nhiệt độ nước, tôm dễ bị sốc môi trường, giảm sức đề kháng và nguy cơ xảy ra các dịch bệnh nguy hiểm là rất cao. Từ đến nay, thì tổng diện tích thả nuôi tôm mặn lợ toàn tỉnh là gần 12.000 ha, đạt 78,7% so với kế hoạch, bằng 100,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, thì gần đây, dịch bệnh đốm trắng đã xảy ra tại hai xã Hàm Ninh, Võ Ninh, huyện Quảng Ninh với tổng diện tích bị bệnh là 0,8 ha. Để hạn chế tác động của thời tiết nắng nóng đến tôm nuôi, để hạn chế những tác động bất lợi của thời tiết nắng nóng, Chi cục Chăn nuôi Thú y cũng đã khuyến cáo người nuôi cần chủ động áp dụng các biện pháp phòng bệnh tổng hợp hiệu quả nhằm bảo vệ tôm nuôi và nâng cao năng suất. Ngoài ra, khi phát hiện tôm chết bất thường, người nuôi phải thực hiện khai báo với thú y cơ sở hoặc chính quyền địa phương để kiểm tra tình hình thực tế, thu mẫu xét nghiệm và hướng dẫn thực hiện các biện pháp xử lý theo yêu cầu quy định. Khi tôm bị dịch bệnh, các hộ nuôi cần thực hiện 3 không: không giấu dịch, không xả nước thải chưa qua xử lý, không xả bỏ tôm chết, tôm bệnh ra ngoài môi trường nhằm tránh gây ô nhiễm và lây lan dịch bệnh. Về chế độ chăm sóc mùa nắng nóng, Chi cục Chăn nuôi và Thú y khuyến cáo bà con chăn nuôi tôm cần cho tôm ăn đầy đủ, thức ăn bảo đảm chất lượng, quản lý chặt chẽ lượng thức ăn sử dụng định kỳ, bổ sung vitamin và khoáng chất cho tôm, thao tác đánh mắt kiểm tra tôm nhẹ nhàng, các dụng cụ nuôi thì cần được khử trùng để tránh lây lan mầm bệnh.
Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quyết định thanh tra liên quan đến việc hơn 7.300 hecta rừng tự nhiên trên địa bàn huyện Mờ Đrắc bị suy giảm, biến động thành đất trồng keo, đất sản xuất nông nghiệp. Hiện Ủy ban Nhân dân huyện Mờ Đrắc đang phối hợp với đoàn thanh tra để làm rõ diện tích rừng bị suy giảm trong thời gian qua. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo Chánh thanh tra sở ban hành quyết định thanh tra đối với công tác quản lý bảo vệ rừng của Ủy ban Nhân dân huyện Mờ Đrắc trong việc để diện tích rừng tự nhiên giảm, yêu cầu làm rõ các nội dung sai phạm, có quy trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan, kiến nghị các biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 7. Trong hơn 7.300 hecta rừng bị suy giảm của huyện này, từ năm 2022 đến nay, có tới hơn 6.000 hecta bị biến động thành đất trồng keo, hơn 534 hecta rừng bị biến động thành đất sản xuất nông nghiệp. Diện tích còn lại bị suy giảm, biến động thành đất xây dựng các công trình công cộng do địa phương quản lý. Thông tin về việc doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản đang gặp khó vì quy định kích cỡ cá đánh bắt với cá ngừ vẫn ngừ vằn và cá trích xương, Cục Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết mục đích của những quy định này nhằm để bảo vệ nguồn lợi hải sản hiện nay đang bị cạn kiệt. Hiện tại trên thế giới, châu Âu, Nhật Bản và một số nước khác đã quy định kích cỡ cho phép khai thác để làm sao khai thác vừa mức nhằm duy trì trữ lượng cho những năm tiếp theo. Theo đó, quy định chỉ được đánh bắt cá ngừ vằn từ 5 đến 7kg và cá trích xương từ 110mm, tức là 0,11m. Đây là quy định về kích thước tối thiểu được phép khai thác của các loài thủy sản sống trong vùng nước tự nhiên tại Nghị định 37/2024 có hiệu lực từ ngày 19 tháng 5 vừa qua. Theo Cục trưởng Cục Kiểm ngư, trước khi đưa ra các quy định này thì các cơ quan chuyên môn đều đã có những nghiên cứu bài bản về cơ sở khoa học, phân tích sinh học với các số liệu đầy đủ trong 10 năm qua. Nguồn lợi hải sản ở nước ta suy giảm cả về trữ lượng và chất lượng trong nhiều năm. Nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm nguồn lợi được xác định là do cường lực khai thác quá mức, đặc biệt là khai thác xâm hại thủy sản con non, kích thước nhỏ chiếm tỷ lệ cao trong sản lượng khai thác. Do vậy, để phát triển ngành thủy sản xanh và bền vững, cần phải có các giải pháp giảm thiểu mức xâm hại, bảo vệ và phục hồi nguồn lợi. Theo số liệu được Tổng cục Thống kê công bố trong 6 tháng đầu năm qua, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 190,08 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 11,63 tỷ đô la Mỹ, trong đó có sự đóng góp lớn của ngành nông nghiệp với nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm đạt 29,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2023. Chiều ngược lại, tổng kim ngạch nhập khẩu nông lâm thủy sản đạt khoảng 21 tỷ đô la Mỹ, đồng nghĩa thặng dư thương mại toàn ngành đạt trên 8 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 62%. Đóng góp vào kết quả trên có 7 sản phẩm, nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ bao gồm cà phê, cao su, gạo, rau quả, hạt điều, tôm, sản phẩm gỗ. Trong đó, gạo và hạt điều là hai sản phẩm tăng cả khối lượng và giá trị xuất khẩu. Nửa đầu năm 2024, khu vực kinh tế trong nước ước nhập siêu 12,35 tỷ đô la Mỹ. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô xuất siêu 23,98 tỷ đô la Mỹ. Nhiều người lo ngại nếu cuối năm nay Ấn Độ cho xuất khẩu gạo trở lại thì giá gạo xuất khẩu trên thế giới có thể sụt giảm, ảnh hưởng tới giá lúa gạo của Việt Nam. Mới đây, đại diện Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã trả lời báo chí về vụ việc này. Theo đó, Cục Trồng trọt cho biết Ấn Độ là nước xuất khẩu gạo với tỷ trọng chiếm khoảng 40% sản lượng gạo xuất khẩu thế giới. Việc nước này gỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo có thể ảnh hưởng đến sản lượng và giá gạo xuất khẩu trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Năm 2023, Ấn Độ đã ban hành lệnh hạn chế đến cấm xuất khẩu gạo do lo ngại tình trạng thời tiết El Nino sẽ ảnh hưởng an ninh lương thực. Đồng thời, một số nước xuất khẩu gạo cũng áp dụng chính sách này. Tình trạng này đã dẫn tới giá gạo xuất khẩu của Việt Nam cao kỷ lục từ trước đến nay, duy trì liên tục nhiều tháng. Giá gạo xuất khẩu bình quân của Việt Nam vì thế năm ngoái vượt qua các đối thủ để vươn lên dẫn đầu thế giới. Chia sẻ về những thách thức đối với ngành trồng trọt từ nay cho đến cuối năm 2024, Cục Trồng trọt cho biết thêm, những ngành hàng lớn như là cà phê, hồ tiêu sẽ không có gì ảnh hưởng bởi sản lượng xuất khẩu trong niên vụ 2023-2024 đã được thu hoạch. Riêng đối với mặt hàng rau quả và gạo, nếu không có yếu tố bất thường về thời tiết và dịch bệnh ở miền Nam thì sẽ đảm bảo kế hoạch và mục tiêu đề ra.